Tại hội nghị hai nước nhất trí xây dựng khuôn khổ mới cho hợp tác an ninh, phù hợp với mong muốn mở rộng quan hệ chiến lược tổng thể, hai bên cũng tái khẳng định quyết tâm hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết, hai bên đã thảo luận về những hướng đi mới trong hợp tác công nghệ, nghiên cứu và công nghiệp. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác dựa trên lòng tin trong lĩnh vực công nghệ mới nổi bao gồm cả quốc phòng. Ấn Độ kêu gọi Nhật Bản xóa bỏ rào cản pháp lý trong việc chia sẻ công nghệ quan trọng. Hai nước cũng thống nhất tăng cường hợp tác xây dựng năng lực, bao gồm giải quyết các thách thức trong không gian mạng. Ấn Độ và Nhật Bản cũng mạnh mẽ lên án chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực dưới mọi hình thức. Đối thoại 2 cộng 2 nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh và quốc phòng song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu giữa hai nước đi vào chiều sâu. Ấn Độ chỉ áp dụng hình thức đối thoại này với một số quốc gia bao gồm Mỹ, Australia và Nga.